Thật sự là bắt hoài không hết được cái nhà. À, mình chỉ sử dụng một mèo nhỏ thôi là lụm hắn liền. Hello, hãy chào cả nhà nha. Thì hôm nay bữa nay mình sẽ đi câu ếch cả nhà. Nhưng mà đây cái mồi của mình nha. Nhưng mà câu ếch ở thời này á nó chảnh chó một chút. Vừa cần vừa câu ếch mà vừa ăn kẹo nữa. Ăn kẹo rồi khát nước hay uống nước trà. Giờ mình đi kêu hết định. Câu cái này là bao dính với cả nhà nha. Câu là phải dính. Thì thật sự nha, cả nhà mình xem thì cái này hãy nói luôn nha, ếch mình này là ếch nuôi mà nó còn sót lại nha, và mình bắt nó không được. Rồi cả nhà qua đây thì cả nhà mình sẽ thấy rất là khó bắt luôn đó. Mình làm cái này, cái màu này nha, cho nó vàng vàng nha, để dẫn dụ nó. Mình còn đâu 3-4 con rồi thôi mà thật sự là khó, rất là khó bắt luôn. Mình quậy đục ngầu luôn mà không bắt nổi nó nha. Bây giờ mình sử dụng tới cái chiêu đó, cả nhà mình thấy không, ở trong này là miễn mình lại là nó lặn chứ mất tiêu mà bắt không được. Bây giờ mình sẽ làm cái cách này là mình câu nó nha. Thật sự là bắt hoài không hết được cái nè. À, mình chỉ sử dụng một mèo nhỏ thôi là lụm hắn liền đó. Nhẹ nhàng ngay. Bắt hoài không được luôn nha. Nhưng mà chuyến này thì cứ mà nhấp nhấp là lụm em thôi đó. Quá sướng nha. Vô sọt cái nha ơi. Trời. À, mình tận dụng mình thu hết cái đợt ếch này nha. Xong rồi thì mình sẽ tận dụng cái ao này mình nuôi một thứ rất là lợi hại hơn nữa. Cả nhà mình nhìn vô là khoái mô hình này này. Cái con này con lì nãy giờ nó ăn. Chưa hỏi nha. Đó. Good. Cái này là thiên tàng cước luôn nè, nó một chân đó, một chân đưa lên đầu. Rồi hổ một hôm mình động tới là lặn mất tiêu nha. Chỉ có cái chiêu này thôi cả nhà. Đó, mình lấy cái bông có màu mè chút xíu là lụm hắn nè. Đó, hai. Ồ, kêu. Cái này mình bắt hết mà nó còn sót vậy. Đó. Hai em. Ồ, lâu lắm mà đâu có cho ăn gì đâu, bỏ luôn mà vẫn còn mập ha. À, còn nữa mình ghiền đó, mình thấy còn tới 3-4 con luôn, mới có 2 con nè. Rồi, cái này thì mình đi vòng vòng coi nó trong hang nó còn không em, chứ mình thấy bữa hổm nhiều 3-4 con vậy mình câu mới được 2 con mà nó chơi thì nó ra.
kiếm gần nữa thôi. Không có hang hóc gì nè. Trời, đưa lỗ tai nó cắn lỗ tai. Rồi bây giờ mình nhúng nước cái, nhúng nước cái, đi đi rửa cái nha. Nè thì bữa hổm mình thấy 3-4 con vậy cả nhà, nhưng bữa nay mình câu lại thì hình như nó đi ra ngoài 2 con rồi nha, mình lụm được chỉ 2 con thôi đó. Thì tới đây cái nội dung video kết thúc nha. Thì thật sự ếch này không phải là ngoài đồng ngoài ruộng cho mình nuôi mà nó còn sót lại cả nhà đó. Thì nội dung cái tới đây cũng kết thúc nha. Cảm ơn cả nhà mình đã theo hai trang ngải câu được 2 con ếch bằng cái mồi, bằng cái bông thôi nha, cái bông màu vàng vàng đó. Mình dụ nó, mình nhấp nhấp là nó táp táp là mình lụm thôi nha, chứ mình nhảy vô trong cái bồn đó mình mò là không bao giờ đụng nó nổi nha, có đụng cũng khó bắt nha, nó chuối sình. Rồi tới đây tạm biệt cả nhà nha. Đó thì ở trong cái hồ đó nó vẫn còn vài con cá chê trong đó nha. Lý do mình câu ngoài đồng mình ăn không hết, mình thấy đại chậm, bữa nào mình sẽ làm một cái video mình câu cá chê trong này cả nhà, câu hết luôn để mình sự tận dụng cái dèo này mình làm, mình nuôi một cái thứ khác hơn, lợi hại hay hơn nữa nha. Rồi tạm biệt cả nhà nha.